Chiều qua ngày 29 tháng 1, tại đại bản doanh ở đường Đào Tấn, câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và thủ thành Nguyên Mạnh đã chính thức ký hợp đồng có thời hạn 2 năm. Trước đó, sau khi hàng loạt trụ cột rứt áo ra đi, Sông Lam Nghệ An đã lập ngay tiểu ban đàm phán để thương thảo với những cầu thủ sắp hết hạn hợp đồng. Và sau một thời gian, đội bóng xứ Nghệ đã thuyết phục được Trần Nguyên Mạnh ở lại. Với bản hợp đồng mới này, Trần Nguyên Mạnh sẽ tiếp tục cống hiến cho Sông Lam Nghệ An ít nhất 3 mùa giải nữa và nhiều khả năng anh sẽ là thủ quân của Sông Lam Nghệ An trong mùa giải 2016. Sau khi Thanh Hiền chia tay Đồng Tháp, rất nhiều câu lạc bộ ở V-League muốn có hậu vệ U23 Việt Nam, nhưng Than Quảng Ninh là đội nhanh tay hơn cả. Với việc chiêu mộ thành công Thanh Hiền, Than Quảng Ninh có thể yên tâm nơi hàng phòng ngự để chuẩn bị hướng tới những mục tiêu cao hơn, cụ thể là cạnh tranh ngôi vô địch V-League 2016. Sự đa năng, có thể chơi tốt ở nhiều vị trí của cầu thủ Đồng Tháp sẽ giúp huấn luyện viên Phạm Như Thuần có nhiều lựa chọn và phương án hơn. Tuy nhiên, dường như thủ môn đội Lào